Lâu lắm rồi không có video nào quay về máy cắt cỏ cho anh em. Bởi vì thời gian gần đây, thời tiết thì các bạn biết rất là nóng và bên mình tập trung vào bán phát điện rất là nhiều và gần như rất là bận. Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm một video về máy cắt cỏ. Một video mà không phải đơn vị nào cũng có. Bởi vì hôm nay mình sẽ làm video so sánh chiếc Husqvarna 541 và chiếc Husqvarna 543 để anh em xem hai chiếc máy này có những cái gì khác nhau nhá. Nào, let's go! Đây, các bạn có thể thấy được trên bàn mình đang có hai chiếc máy cắt cỏ. Chiếc bên trái tay mình đó chính là chiếc Husqvarna 543, chiếc bên phải tay mình là chiếc Husqvarna 541. Chiếc máy này thì cực kỳ phổ thông tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, 543 thì lại quá hiếm tại thị trường Việt Nam. 543 là hàng đạt tiêu chuẩn Euro 5, tức là hàng chuyên bán cho cái thị trường nước ngoài, những cái thị trường họ có những cái quy định về tiêu chuẩn khí thải cao cấp. Và những cái sản phẩm nào mà không đạt tiêu chuẩn khí thải, không phù hợp với người ta thì người ta sẽ không cho bán vào thị trường của người ta. 543 là model không bán tại thị trường Việt Nam. Còn 541 là sản phẩm đang được phân phối và bán chính hãng tại Việt Nam. Đó, hai cái sản phẩm này có những gì khác nhau để mình sẽ quay một cách chi tiết hơn, anh em có thể thấy rõ hơn. 543 thì mình cũng đã có video cho các bạn xem rồi đúng không? 541 thì cũng rất nhiều rồi. Và đây là video lần đầu tiên đặt hai chiếc này cạnh nhau để các bạn có một cái nhìn rõ ràng nhất. Rồi, chiếc bên phải đây là 541. Quá là thân quen rồi đúng không? Vẫn là như vậy thôi. Dòng này thì nó khác nhau một chút này. Về ngoại hình thì anh em nhìn đằng trước đằng sau này. Đây là đằng trước nhá. Khác nhau thứ nhất này, các bạn có thể thấy được trước mặt luôn là côn. Côn của thằng 543 này thì sử dụng cái kiểu côn má như bình thường thôi, chứ không phải sử dụng côn bố sắt. Còn đây, côn của 541 là côn đúc này. À, anh em thấy chưa? Còn hệ ốc thì hai thằng này đều sử dụng hệ ốc Hoa Thị hết, tất cả đều sử dụng ốc Hoa Thị hết. Màu của nó vẫn màu cam với ghi xám thôi, như thông thường. Anh em có thể thấy được. Ở đây thì các bạn có thể thấy được cái tem này Husqvarna 541 à 543, còn đây thì tem Husqvarna 541. Điểm nữa thì các bạn có thể thấy được nhá. Hai con này thì đều có logo cái chữ H dập nổi ở trên phần áo, phần xi lanh. Chiếc này cũng có này. Trên 543 thì nó sẽ có dập ở chỗ cái vị trí này này. Còn 541 thì nó sẽ dập vị trí này nhá. Và ngay ở phần buji đỉnh thì các bạn sẽ nhìn thấy khác nhau luôn này. Thằng 541 này thì buji để theo kiểu để nghiêng này. Còn thằng 543 này thì để buji đỉnh. Thằng này là buji thẳng nha các bạn nhá. Nó cắm theo kiểu phương thẳng đứng từ trên xuống ở phần đỉnh hơi ấy. Còn thằng này là buji đóng kiểu buji chéo ấy. Mã cái buji của 543 nó sẽ khác. Này là buji NGK CMR7H. Cái chân của nó sẽ khác, chân gen nó sẽ khác nhá. Còn thằng này thì vẫn là buji NGK PPMR7A thôi. Anh em nhìn cái phần ốp giật đi. Ốp giật của nó sẽ khác nhau. Đây, ốp giật của thằng 543 này. Còn ốp giật của thằng 541 đây. Phần áo này sẽ khác này. Anh em để ý phần chế hòa khí đi. Mình sẽ tháo chế hòa khí cho bạn xem. Đây nhá. Anh em có thể để ý này, chế hòa khí của 543 này. Nó dạng như chế cưa ấy. Chế hòa khí nó dạng như chế cưa ấy. Và chế của nó là Wabro nhá. Đây, nó có cái le gió ở vị trí này. Và con này, cái chế này vú bơm rời, chứ không phải vú bơm liền chế đít chế như kiểu những cái dòng chế cắt cỏ khác. Đây, vú bơm nó thiết kế rời. Còn đây là chế cắt cỏ của 541, là chế Wabro VKIK thông thường thôi, anh em nhìn thấy chưa? Hay gọi cái chế này gọi là chế hai kim ấy các bạn nhá. Đây này, nó có hai kim, kim L và kim H này. Đấy, thì cái việc thiết kế chế này nó sẽ lên ga bốc hơn. Các bạn thấy những cái dòng ngay kể cả Husqvarna 545 này, hay là Estin FS360 này, đó, hay là Echo SRM520, nó đều thiết kế kiểu chế này hết để thiết kế cho cái dạng bộ hơi như thế này. Khác nhau nhá các bạn nhá. Anh em vào chi tiết đi, xem cái bộ hơi đi. Đây bộ hơi này, các bạn thấy không? Bộ hơi này là tiêu chuẩn Euro 5 nhá. Với cái chế này, bộ hơi này thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều so với cái con Husqvarna 541. Còn Husqvarna 541 đây, vẫn là bộ hơi thông thường thôi. Việc thiết kế bộ hơi khác, chế hòa khí khác thì máy nó sẽ ăn ít nhiên liệu hơn. Tuy rằng cái công suất của máy trên thông số ấy thì 543 nó sẽ yếu hơn 541. Đấy là một số cái đặc điểm cơ bản để các bạn thấy được hai chiếc 543 và 541 nó như thế nào. Còn về phụ kiện nhá, thì mình cũng show luôn cho anh em xem. Con 543 này nó sử dụng có ga chết nhá. Ga chết này, ga chết nhá các bạn nhá. Còn 541 thì anh em biết rồi đúng không? Và để kiểm soát công suất, để kiểm soát vòng tua rồi kiểm soát ga tốt hơn. Phụ kiện thì gần như là giống nhau thôi. Màng chắn của hai con thì đều như vậy. Rồi dây đeo cũng như nhau. Đấy, dây đeo cũng như nhau. Nhưng mà con 543 này thì các bạn sẽ mua được thêm một cái mâm cước tự xả này. 541 thì không có. Thế thôi, cũng chả có gì nữa à. Đây, của 541 đây, nó cũng như vậy thôi. Tuy nhiên là 541 thì các bạn sẽ được thêm một cái dao. Còn 543 thì không có. Việc không có dao của 543 thì bù lại hãng họ đã bù cho các bạn một cái mâm cước rồi. Còn đây là bộ cần của 543 nha các bạn nhá. Đầu bò thì như nhau thôi. Đầu bò thì vẫn như 541. Nó khác nhau ở bắp chuối này anh em này. Đây, bắp chuối của nó sẽ khác nhau nhá. Đấy, nó có thêm phần áo nhựa ngoài bắp chuối nhá. Và cái tỉ ở bên trong thì mình đã tháo ra rồi. Nó có một cái đoạn lò xo để giảm rung, để chống vặn xoắn, khá là hay. Giúp cho các bạn khi mà ga lên đột ngột thì nó sẽ không bị giật.
không bị rung. Đấy, nó sẽ hợp lý hơn cho cái máy. Nói chung là nó sẽ không khác biệt nhau quá nhiều. Đây này, bản chất những cái mẫu hu cắt cỏ hiện nay ở thị trường Việt Nam đều là sản xuất theo kiểu dáng của Genoa hết. Đây, trên cần cũng có những cái tem này, thông số 543 này. Đấy các bạn thấy không? Hàng này thì cơ bản nó chỉ bán tại thị trường nước ngoài thôi, chứ nó không có bán tại thị trường Việt Nam. Còn giá thì mình sẽ công khai luôn nhá, để cho anh em nào nếu mà muốn mua 543 thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Thật sự luôn, 543 thì trên thị trường không có đâu. Anh em mua thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn, đấy là anh em muốn dùng trải nghiệm. Còn thật sự luôn, đồ đạc 543 sẽ không sẵn, bởi vì là cái hàng này mình nhập theo kiểu tư nhân đấy, chứ không phải nhập theo kiểu chính hãng. Còn cái này thì phân phối bán chính hãng tại Việt Nam. Cái mẫu này thì có mức giá là 9,5 triệu nhá. Nòng vẫn là 40mm thôi, như nhau thôi. Mức giá con này là 9,5 triệu, còn con này giá là 6 triệu. Đấy, anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ Điện Máy Bình Sơn. 541 thì nó bán quá nhiều ở thị trường Việt Nam rồi, nên là mình cũng, các bạn có thể tự trang bị cho mình những kiến thức nhận diện về hàng xịn, và các bạn có thể mua ở đâu cũng được. Còn 543 này thì thực tế ra nó không có sẵn tại Việt Nam, nên là nếu anh em muốn mua thì có thể liên hệ Điện Máy Minh Sơn. 541 này thì hàng giả, hàng nhái thì siêu nhiều, quá nhiều luôn, dán tem cái thành hu xịn luôn, nên anh em mua cực kỳ để ý. 543 này hiện tại thì chưa có hàng giả, hàng nhái, bởi vì sao? Bởi vì mới đâu, bởi vì hàng xịn có bán ở Việt Nam đâu mà có hàng nhái, đúng không? Nên là anh em mua 543 hu thì yên tâm, còn mua 541 thì lưu ý cẩn thận. Đấy, còn về những cái điểm khác nhau thì mình thấy nói qua cho các bạn rồi, khác nhau bộ hơi, khác nhau cái chế hòa khí, khác nhau bộ côn, khác nhau bình xăng, khác nhau hình thức, thế thôi. Còn piston của nó như nhau. Ở công suất thì thậm chí rằng 541 nhỉnh hơn. Còn mức độ tiết kiệm nhiên liệu, ổn định vào ga, tua giữ ổn định hơn thì thằng 543 chạy hay hơn. Đấy là do đấy là mình chia sẻ cho các bạn để các bạn biết nhận diện hai chiếc máy này, và biết được cái Husqvarna họ đang bán cái sản phẩm của họ ở thị trường khác, nó sẽ khác thị trường Việt Nam như thế nào. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm. Nếu anh em thấy video này hay, cùng like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Minh Sơn nhá. Xin chào và hẹn lại quý vị các bạn ở những video sau.